Ba là đã đu đòi cái chị lớn tuổi rồi hả? Không, năm qua cũng bị từ chối. Ờ sao hồi xưa thấy Dương cũng nhỏ, Dương cũng xinh xinh trai dễ thương mà Dương nói Dương cưa ai cũng từ chối Dương Hồi hết. các ba qua anh bị từ chối buồn luôn, mệt mỏi cuộc sống học sinh. Vậy sao lớn lên cua thì lại được? Ai biết? Ai biết luôn, không biết luôn. Ừ. Không không hiểu gì hết luôn, không nhớ luôn. Chắc hơn. Hên đúng không? Hơn. Ho đúng không, mọi người? Ho chứ gì nữa. Mặt anh Dương ăn filter, lông mi đẹp trai thế. Ồ, chị Lucy xì muốn nghe kể bí mật của anh Dương không? Kể đi em. Bí mật gì nè? Để coi chuyện gì chị còn chưa biết được. Dương có sợ người ta kể bí mật không ta? Nhưng không, Dương không luôn hả? chứ bí mật của mọi người nó quá là tầm thường, nó quá là bình thường. Tại Dương đã nói cho Lucy những cái bí mật kinh khủng hơn đúng Đúng. không? bị tôi hỏi hết Bí rồi. mật kinh khủng nhất là tôi đã nói cho chị Lucy biết rồi. Những cái bí mật mà mọi người biết, mọi người đã biết thì đấy nó không phải là bí mật. Mọi người chưa biết, có mình chị Lucy biết, đấy nó mới là bí mật. Hiểu không? Biết hết rồi, khi nào mà chia tay Lucy kể mà nghe. Hiểu không? Ý là để khi nào mà chia tay rồi đó, hết yêu thương hoặc là gây ra tội lỗi gì đó, cái là mình sẽ kể cho mọi người nghe. Đâu anh Dương gì? Anh Dương ở cấp 3 có biệt danh là Chim trắng mồ côi. chim trắng mà coi là sao? Không biết nữa. Mà Dương có biệt danh đó không? Nhưng không. Chim trắng mồ côi là ở miền Tây, còn dưới miền Bắc mà mọi người. Chị cho em anh Dương được không? Không. Sao tự trả lời vậy bà? Lấy được thì lấy đi em, cái gì đâu. Hình như hai anh chị ăn mận. À, đúng rồi em ơi. Không phải hình như đâu, mà là chính xác. Đâu, quay lưng lại cho coi đi Dương. Đây nè, cái áo nè. Ôi Áo Dương này này xinh lắm. hả? Cái gì? Mới đọc coi. Đây, cái gì vậy? Đây là em nói cho chị nghe bí mật của anh Dương. Đó là anh Dương yêu chị nhất trên đời luôn á. Không đám cưới anh chị trong năm. Đây, mọi người thấy không? Cái áo Mặc cái áo rồi đúng điên á. Cái này nè, mọi người mua cái áo này mọi người sẽ có cái là đi quay quá. Đây, mọi người sẽ thấy được là seven day. Ọp Seven lớp. day of love. Tức là yêu nhau 7 ngày thôi đó. 7 ngày của tình yêu có nghĩa là một tuần yêu nhau thì coi như là cả tháng yêu nhau, thì một tuần chỉ có 7 ngày thôi, người hiểu không? Đó, và nó có thêm một cái câu quật te rất là hay ở đây. Quất. Quất quật te, tôi thích đọc vậy. Quất ai không biết, đọc quật te nó mới dễ thương. Thì mọi người mua thì mọi người sẽ tự hiểu, bây giờ Lucy sẽ không đọc đâu. Nhưng mà câu cái áo này đang là gần như là bán chạy nhất của Onism luôn á. Tại vì cái chất vải mà vừa đủ vừa đứng áo đã, ai mua thì lên Shopee mua nha. Thôi ba mọi người đi ngủ đi, cho mọi người đi ngủ đi. Anh Dương mặc áo size gì vậy? Anh Dương mặc áo size 3, còn chị thì mặc áo size 2. Quay Lucky đi chị. Lucky à, Lucky đang nằm kìa. Giường có không nằm, đi nằm đất. Mọi người thấy Đấy, ngộ chưa? mệt lắm, con cái giờ nó không biết nghe lời, biết sao nữa. Thôi, thua rồi đó. Hay chưa ha? Đấy. Thơm cái lây bệnh cho ảnh đi chị. Chắc bị lây rồi đó. Chị có nghĩ rằng anh Dương sẽ tham gia sau nhầm ngủ và bị cạo đầu? Trời ơi, lúc đó chắc ghê lắm luôn á. Tại cái đầu của Dương mắc cười lắm mọi người ơi. Bị cạo là mắc cười lắm luôn á. Tại cái đầu tôi nó bị méo á mọi người. Ngày xưa hồi nhỏ bố mẹ hay cho nằm, nhưng mà chỉ cho nằm nghiêng một bên thôi. Người ta cho nằm đều hai bên nhưng chắc bà tự lăn qua đúng không? Khủng quá bà ơi. Không biết. Hồi nhỏ tôi biết được. Ở kia Nên là cái đầu tôi, cái phần này anh là nó chị sẽ bị có rút phát. FC chính thức chưa? Sắp rồi nha mọi người. Cho chị hết cái tuần này đi, đi Côn Đảo về với nhà Dương để sắp xếp mọi thứ, nó đâu vô đó đi, sẽ liên kết phải liên kết. Sẽ làm việc, sẽ nói chuyện với một số bạn đang có đề xuất là làm FC chính thức cho chị với Dương. Thì lúc đó là cho chị thời gian một xíu đi, giờ chị đang bệnh với chị cần phải khỏe
ready, sẵn sàng để đi chuyến đi với lại gia đình của Dương, tại có ông bà nữa, phải lúc nào cũng phải khỏe mạnh để đi chơi ông bà, kiểu ông bà cũng lớn rồi đó, đâu đi chơi được mình nhiều nữa đâu đó. Nên là xong cái này thì chị với Dương sẽ nhảy qua với mọi người liền, sẽ làm cái FC với mọi người liền đó, để mình giao lưu rồi chơi bời với nhau, đập phá rồi đó với nhau. Công việc chị là gì vậy chị? Ơ, tới bây giờ là mọi người vẫn không biết công việc của chị. Dương, công việc của Lucy là gì? Là làm người yêu Dương á. Quá là mệt mỏi nữa, những cái câu trả lời rất là mệt mỏi nha mọi người ơi. À, tụi em sẵn sàng rồi, đợi anh chị thôi. Ừ, gán đợi cho chị thêm mấy ngày nữa thôi. Chị sẽ dành thời gian tại chị với cả Dương luôn. Tại vì cần, phải cần cả hai người. Ờ, đó, mấy em hết pin nút rồi. Chúc anh chị Lan, ừ, ngủ ngon đi bé ơi. Bye bye. Ừ, em chờ nha, ừ, giờ đi. Ủa, tự nhiên kêu chờ đi. Chờ nha. Ờ, chị là, mọi người có hỏi nghề nghiệp của chị. Hiện tại chị là chủ của ba, chủ của Dương kèm ba thương hiệu thời trang đó. Thì có thời trang Elbis là thời trang được các bạn celeb rất là yêu mến và mặc rất là nhiều. Thương hiệu thứ hai đó là El Rever, thì làm cái dòng đồ mà nó dễ thương, nó nhẹ nhàng hơn. Elbis cũng là nữ tính. Sau cuối cùng là đứa con chung của hai đứa mình đó là Onism, mình những cái sản phẩm chị đang mặc. Nói chung chị là một người kinh doanh, mọi người kêu chị là nữ doanh nhân, nhưng mình chị lại cảm thấy mình không phải là doanh nhân, chỉ đơn giản là một người kinh doanh thôi. Và chị là một startup lập nghiệp từ năm khoảng 22 tuổi cho tới bây giờ. Chuyên về kinh doanh. Ấy này giống tay Dương quá. Đó, thì chia sẻ sơ qua về nội dung. Thì còn KOL, KOL là làm chung với vui thôi, chung với Dương cho vui thôi. Thì Dương là hiện là KOL và chung công ty với Lan Ngọc với chị. Trước chị làm KOL nhưng mà chị cũng thường mọi người bút chết chị không nhận, tại vì chị lười á. Mà bây giờ có Dương thì nhận với Dương cho nó vui, mà cũng chọn lọc những cái sản phẩm nào mà cảm thấy tin tưởng, phù hợp thì mới giới thiệu cho mọi người, chứ không phải cái gì chị cũng nhận đâu. Nên tóc Dương ok ha. Tóc Dương đỡ hơn rồi đó. Chứ tóc xấu quá. Chị đi chơi không mang quà cho FC là được. Nếu mà chị có FC á, là chị sẽ thường xuyên tổ chức những cái cuộc chơi với mọi người, như là tặng áo rồi họp fan xong rồi này kia, mọi người tặng quà chị Dương, chị cũng thích tặng quà cho mọi người lắm. Mọi người hiểu không? Nghĩ là còn chia sẻ sao để cho ví dụ như trong quá trình mọi người, trong cuộc đời mọi người thì cũng có chị với Dương trong đó, trong cuộc đời của chị thì cũng có FC mọi người trong đó. Sau này có con các kiểu đồ đó, hên thì có thì nó sẽ vui hơn nữa đó. Xong rồi sẽ có em bé rồi cho mọi người chụp, mọi người nựng đồ đó, hiểu chưa? Chị thức muộn vậy, chuẩn bị đi ngủ rồi, chuẩn bị hết muộn rồi đó, mọi người hiểu không? Thế là đó là công việc của chị đó, kinh doanh tự lập từ hai bàn tay trắng. Làm kinh doanh là chủ yếu. Làm kinh doanh là gì thì mọi người đã hiểu rồi đó, có nghĩa là mình sẽ thông thạo hết tất cả các việc, từ việc bán hàng của nhân viên tới cái việc đóng gói sản phẩm, tới việc sáng tạo ra sản phẩm, chụp hình, cái gì nữa, chụp hình xong rồi lên plan, lên kế hoạch để bán sản phẩm ra thị trường, nắm được tâm lý khách hàng đó, làm việc với nhân viên và đàm phán đó, tất cả những kỹ năng đó là chị biết hết, chị làm được hết đó, kiểu vậy. Có bóng đá chị ơi, thôi chị coi ghẹ chị đây với ba mọi người nha. Trời ơi, đây ánh sáng mặt đẹp dữ ta. Đẹp quá. Là trời. Mốt mình đi vô toilet mình la chi mẹ đi. Toilet này nè. Đẹp ha. Đẹp quá ha. Mọi người, tự nhiên thấy hai đứa đẹp quá gì. Cầm đi xa lắm ta. Cảm giác như là mặt bị mụn nhưng mà cũng rất là đẹp. Rất là đẹp. Mốt mình sẽ để cây la chi đây. Xong mình ngồi vô trong toilet mình la chi. Chắc là mình đem nước rồi uống rồi vô ok mà. Mọi người thấy toilet nhà này đẹp với tay bậy. Nào, coi nào, đang ngồi live stream trong toilet này, đâu rồi? Đây nè. Hả, thấy không? Thấy hai đứa nè. Đang ngồi live stream trong toilet nè, mọi người thấy không? Nói chung là những gì mà mọi người nhìn thấy nhưng mà chưa chắc đã phải như vậy, mọi người hiểu không? Nhìn thấy lung linh gì đó nhưng mà đâu có biết ngồi lăn lê bò lết trong toilet nãy giờ đâu. Đúng rồi, nói chung là mình quay lại một cái behind the scene ha. Ví dụ đang live stream cười nói vui vẻ, xong hai đứa lúc tắt live stream đi ngồi trong toilet buồn tủi. Buồn tủi gì bà, người ta vừa nãy giờ người ta muốn đập bài gì bà, ăn uống rồi múc băng rồi tùm lum lên nửa đêm. Chị
Quên toilet em coi đi chị đó. Anh chị làm thêm kênh YouTube cùng anh Tuấn đi ạ. À. Chị làm anh Tuấn nào vậy? Tuấn là bố tôi. Ok, bye mọi người đi dùm mọi người. Thôi bye mọi người nha. Trễ lắm rồi. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai 9 giờ tối tại TikTok. Tóc. Bye mọi người. Như ngủ hơi mệt. Nói chứ đi ăn mặn. Bye. Ngủ ngon bà nha.